Tôn Ngộ Không là một cái tên đã quá quen thuộc với mọi người, xuất hiện ở trong phim, trong game lẫn truyền thuyết hay truyện tranh. Nay ta sẽ tìm hiểu về bộ phim Monkey King, nơi Tôn Ngộ Không hóa lửa chùa sơn màu bộ lông rồi đại náo tam giới. Khi tam giới mới được đản sinh ra, thiên giới đã thống lãnh tam giới nhờ vào binh hùng tướng mạnh, nhưng ma giới không chấp nhận điều đó và luôn khao khát vị trí tối cao của thiên giới. Thế là cuộc chiến nổ ra giữa thiên giới và ma giới. Hàng đàn quái vật mạnh mẽ đã tấn công lên thiên giới, giết chết hàng ngàn vạn thiên binh thiên tướng, tạo ra một tràng cục cực kỳ hỗn loạn. Đám đầu trâu mặt quỷ đó được dẫn dắt bởi một vị chúa tể đẹp trai ngầu lòi đáng sợ gọi là Ngưu Ma Vương. Ông ta muốn chốt ngôi của thiên hoàng. Cả hai cùng lúc vận toàn bộ sức mạnh lao vào bem nhau liên tục từ dưới đất tới lên trời. Giao đấu 500 hiệp nhưng chưa phân thắng bại vì cả hai ngang tài ngang sức. Thế là thiên đế phải biến thân thành hình thái đích thực của ông ta, hình thái thần long toàn thân đầy vảy vàng kim. Ông ta mở to miệng tung ra tuyệt kỹ thần long hống đầy nước miếng về phía Ngưu Ma Vương, đối phương cũng không vừa, nắm chặt mũi thương ra truyền rồi nhảy thẳng vào tấn công thần long. Dù đã vận toàn bộ sức lực vào ma thương nhưng Ngưu Ma Vương vẫn không ăn được thần long, bị nó quật cho nát bấy nhầy, bộ giáp cũng nát bét rồi bay thẳng xuống đất. May mắn là chưa chết nhưng cũng thân tàn ma dại. Ngay khi thiên đế định giết Ngưu Ma Vương thì vợ ông ta lao lên ôm lấy chồng rồi cầu xin đừng giết chồng cô. Hóa ra cô ấy chính là em gái của thiên đế. Vì đem lòng yêu hai cái sừng của Ngưu Ma Vương mà lấy thân ra đỡ đạn cho chàng. Thế nên thiên đế cũng chỉ đành tha cho cả hai, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Thiên đế đã đày ải cả hai tới một vùng đất khô cằn núi lửa, cấm tiệt cả hai quay trở lại thiên giới. Sau đó, nữ oa xinh đẹp đã thấy tràng cảnh phá hủy khi hai bên bem nhau. Do nàng động lòng chắc ẩn nên đã dùng toàn bộ sức mạnh để sửa chữa lại tất cả mọi thứ nơi đây. Kiến trúc trên thiên giới mau chóng hồi phục lại như ban đầu. Nữ oa còn tạo thêm một lớp lá chắn kiên cố cho nơi đây nhưng nàng cũng tan biến theo nó. Chỉ để lại một viên pha lê tím lao thẳng xuống nhân gian đâm sầm vào một vùng núi đầy hoa thơm cỏ lạ. Bên trong viên pha lê đó còn có một sinh mạng đặc biệt đang được dần dần hình thành. Sức mạnh từ viên pha lê tím đang nuôi dưỡng sinh mạng đặc biệt đó mà sau này nó sẽ được gọi là U Công, Ngộ Không. Cùng lúc đó, tại một nơi tiên cảnh đẹp đẽ là một ông lão râu tóc bạc phơ, đó chính là Bồ Đề Tổ Sư. Ông đang được Quan Thế Âm Bồ Tát nhờ vả là hãy dẫn dắt Ngộ Không vào con đường chính đạo, tránh xa cám dỗ của sức mạnh tối thượng. Rồi Quan Thế Âm tung một chưởng xuống Hoa Quả Sơn, giải phóng cho con khỉ lông lá ra khỏi khối pha lê. Thế là cậu ta được tận hưởng tự do rồi liền bay nhảy khắp nơi vui đùa. Cậu ta nhanh chóng tới được nơi của bầy khỉ. Trước sự kinh ngạc của chúng, Ngộ Không leo thẳng lên ngọn cây cao nhất trong sự thích thú. Bỗng nhiên cậu thấy một chú bướm xinh màu tím, bàn tay vươn ra ngồi cậu nhảy thẳng tới chụp lấy nó và thế là rơi thẳng xuống dưới đất nhưng không sao cả. Nhưng khi mở tay ra thì bạn bướm tím kia đã chết do lực nắm của Ngộ Không. Khi đó Bồ Đề Tổ Sư cũng đã tới. Ông nói mọi hành động đều sẽ đem đến một hậu quả nhất định rồi làm phép cho bạn bướm kia sống lại bay đi. U Công tỏ vẻ rất thích thú trước phép thuật cậu vừa thấy đó. Thế là cậu liền quỳ xuống cầu xin ông truyền dạy cho vài chiêu piu piu. Bồ Đề Tổ Sư cũng ok rồi dẫn cậu khỉ bay đi, cậu ta còn nói vọng lại rằng một ngày sẽ trở về lãnh đạo nơi đây. Ông lão râu bạc đưa U Công tới một ngọn núi cao tít tắp trên mây, ở đây cậu được làm quen với nhiều tu tiên giả khác. Nhưng do tính cách nghịch ngợm khó kiểm soát nên vô công toàn làm ba cái trò con bò không ai chịu nổi. Tuy nhiên, thiên phú về tu tiên và học tập tiên thuật của cậu khỉ thì không thể xem thường. U Công mau chóng học được hết những gì sư phụ chỉ dạy, học một cách thành thục. Điều đó làm các học viên tu tiên khác ghen tị và bảo cậu ta chỉ là một con thú hoang thôi. Thằng đó vừa nói dứt mồm là bị vô công bay xuống đấm cho không trượt phát nào. Dù cho có cố gắng đánh trả nhưng cũng không si nhê với thuật biến hình của U Công. Cậu khỉ biến thành con tê giác húc bay đít tên kia đi, đạp lên người hắn khẳng định chiến thắng. Thua chưa, ta hua. Nhưng lúc đó Bồ Đề Tổ Sư đã tới và thấy. Ông rất thất vọng về cách hành xử của U Công nên ông đành phải đuổi cậu khỉ đi. Bấm đốt ngón tay vài cái, Bồ Đề Tổ Sư đẩy U Công vào một thông đạo không gian hỗn độn đầy nham thạch và sấm chớp, làm cho cậu ta sợ vãi tè ra. Nhưng không, tất cả chỉ là mơ. Bồ Đề Tổ Sư ngồi bên cạnh giải thích rằng đó là số phận của U Công. Điều đó sẽ xảy ra nếu U Công không thay đổi bản tính phá hoại của mình. Tuy nhiên, Bồ Đề Tổ Sư vẫn để U Công xuống núi vì đã hết thứ dạy cậu khỉ này rồi. Cậu rất buồn vì điều đó và đã ôm sư phụ một lúc lâu. U Công dập đầu bái tạ Bồ Đề Tổ Sư lần cuối rồi cũng phi thân ra khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, ma giới đang tụ tập ở một nơi tràn ngập dung nham bàn tính tấn công thiên giới một lần nữa. Ngưu Ma Vương chưa từ bỏ ý định, ông ta đang tạo ra một vũ khí bá đạo kinh khủng để hạ bệ thiên đế. Thâm hiểm hơn khi bọn chúng còn chiêu dụ cả nhị lang thần, cố gắng dùng ông ta để phá hoại thiên đình từ bên trong. Cả hai đến gặp nhau ở một nơi tăm tối bí mật. Ngưu Ma Vương bảo rằng sau khi ông ta giết được thiên đế thì sẽ để nhị lang thần lên làm thiên đế kế nhiệm. Nhị lang thần cũng ok ngay lập tức.
còn nói sẽ gây ra thật nhiều hỗn loạn bên trong thiên giới để giúp ma giới tấn công. Một khoảng thời gian sau tại Hoa Quả Sơn, một con người đá đang tấn công bầy khỉ ở đây. Chúng không có sức chống cự nên phải chạy tán loạn đi. May mắn là U Công quay trở lại kịp thời và giải nguy cho cả bầy khỉ. Chúng cực kỳ vui mừng khi thấy U Công trở về. Cậu ta như người hùng và là người lãnh đạo ở Hoa Quả Sơn, là vua khỉ. U Công nghe thế cười tít mắt rồi kêu sẽ bảo kê đám khỉ lóc nhóc ở đây. Nhưng cậu cần phải có vũ khí thuận tay cái đã. Thế là U Công san tô hai vòng rơi thẳng xuống động bên dưới để tìm hòm kho báu. U Công bơi qua một thông đạo đầy nước, trải qua 18,000 km để tới được Thủy Cung. Đây là một thành phố tráng lệ được cai quản bởi Long Vương. Cậu liền hét to: lão già khú đế, đưa ta ít bảo vật về xài chơi nào. Long Vương nghe là không ưng cái bụng rồi nên để bảo vệ ở đây đánh đuổi tên khỉ kia đi. Nhưng U Công đâu phải tay mơ, cậu phản kháng lại dễ dàng rồi lấy hết cả đống báu vật của Long Vương. Trong đó có bộ thần giáp bất hoại mà U Công cực kỳ thích vì nhìn nó lòe lòe. Khi đang hí hửng bơi ra ngoài thì ánh mắt của cậu lại va vào một cái trụ to lớn ngay giữa biển. Càng bơi lại gần thì càng ngạc nhiên khi cái trụ đó to quá mức cậu tưởng tượng. Long Vương thấy thế thì tức tốc bơi ra kêu con khỉ kia mau dừng lại, đừng có mà sớ dớ vào cái đó. Nó là định hải thần châm, không thể lấy đi được. Nhưng nếu nghe lời thì không phải là U Công. Thế là cậu ta bứng luôn cái định hải thần châm đó lên, tạo ra một cơn chấn động khổng lồ. Ngạc nhiên hơn là U Công còn biến cái đó nhỏ lại được, chỉ cỡ như một cây côn bình thường rồi còn nhỏ như cây tắm để U Công giấu nó sau tai khỉ. Nhưng việc mất đi định hải thần châm đã khiến biển động dữ dội, một cơn lốc khổng lồ hình thành cuốn bay cả tòa cung điển dưới biển. Long Vương thì suýt chết, còn U Công phủi đít bơi đi. Cùng lúc đó, Thiết Phiến công chúa cảm thấy có gì đó sai sai, ở đằng xa là một cơn sóng thần khổng lồ đang tiến tới phía cô. Nếu nó tới gần hơn thì mọi người sẽ chết. Thế là Thiết Phiến công chúa lấy ra quạt ba tiêu rồi phi xuống, nhưng chưa kịp làm gì thì đau bụng vì đang mang bầu. Dù có Ngưu Ma Vương giúp nhưng cơn sóng thần đã tới gần chân núi rồi. Quạt ba tiêu giơ lên, một quạt đóng băng cả biển nước trên không, Ngưu Ma Vương giơ tay lên tạo thành một ngọn núi dựng đứng rồi cả hai thành công ngăn chặn cơn sóng dữ. Ông ta rất hứng thú với kẻ đã tạo ra chàng thiên kiếp này, nếu có thể lợi dụng hắn để tấn công thiên giới thì quá tốt. Một thời gian sau, Long Vương đi lên thiên đình báo cáo vấn đề U Công lấy đi định hải thần châm. Nhị Lang Thần nghe được tin tức đó nên đã sai Na Cha đi xử lý tên ngổ ngáo dưới kia. Cùng lúc đó, rất nhiều yêu tinh yêu quái phải bỏ nhà bỏ cửa do cơn sóng dữ, khi vào rừng thì họ bị mai phục bởi hàng đàn khỉ hung dữ. Hóa ra họ đã vào lãnh địa Hoa Quả Sơn của U Công. Nhưng sau khi họ trình bày việc nhà cửa đã mất hết do cơn sóng dữ thì U Công vẫn để họ ở lại Hoa Quả Sơn này, thậm chí còn dắt nữ hồ yêu xinh đẹp bay đi. Cho cô tham thú quang cảnh nơi này rồi nói rằng sẽ bảo vệ yêu tộc trong lãnh địa của U Công. Khi cả hai đang tận hưởng cảnh đẹp thì có gì đó sai sai. U Công ôm hồ yêu bay đi ngay khi một quả hỏa cầu bay tới chỗ họ. Hóa ra là Na Cha đã tới để thanh trừng U Công. Cậu phải tránh thoát khỏi hàng loạt quả hỏa cầu bắn tới từ phía Na Cha. Nhưng quả hỏa cầu cuối cùng đã bắn trúng đuôi cô yêu hồ. U Công phải thả cô xuống cái hồ bên dưới rồi quay trở lại bem nhau với Na Cha. Hàng loạt quả hỏa cầu bị U Công đánh bay đi rồi Na Cha bay tới giáp lá cả với U Công. Cả hai giằng co với nhau giữa không trung ngang tài ngang sức. Na Cha thấy thế thì lôi ra vòng càn khôn ném thẳng về phía U Công. Hầu Vương liền bị thứ tròn tròn đó siết chặt lại giữa không trung nên Na Cha có thể bắn thẳng một hỏa cầu vào cậu ta. Nhưng ngay khi hỏa cầu đó sắp thiêu cháy U Công thì Ngưu Ma Vương tới cầm quạt ba tiêu thổi bay hỏa cầu đó đi cứu lấy U Công. Cả hai cùng trở về Hoa Quả Sơn. U Công thấy nàng yêu hồ vẫn khỏe mạnh thì quay qua đa tạ Ngưu Ma Vương rồi cười hì hì nói cơn sóng thần kia là do cậu khỉ này làm. Tên đầu trâu liền hiểu rằng ông ta có thể dùng con khỉ này chống lại thiên đình. Thế là hắn liền dụ dỗ U Công bằng những lời ngon ngọt về hoa thơm cỏ lạ trên thiên đình. Có những thứ giúp cho tiên nhân bất tử nữa. Hầu Vương nghe thế thì nhớ lại viễn cảnh đổ nát dung nham kia. Do không muốn chết nên đã lên đường đi tới thiên giới. Không quên ngoái lại nói là sẽ về Hoa Quả Sơn sớm thôi. U Công cũng tới được cổng lên thiên giới, nhưng ở đó có một bức tường kỳ lạ chắn đứng lại. Hầu Vương nhảy thẳng vào không ngần ngại nên bị hàng trăm hàng ngàn mảnh pha lê tấn công ngay lập tức. Nhưng chừng đó chưa đủ ngăn cản chú khỉ tinh nghịch. U Công phá đứt xiềng xích rồi phi thẳng vào thiên giới. Quá thích thú với khung cảnh kỳ lạ trong mây ở nơi đây, Hầu Vương bay qua bay lại trên các tòa cung điện vàng chói không biết mệt mỏi. Được một hồi thì cũng tới tòa cao nhất, đó là chỗ của thiên đế, U Công thậm chí còn nhảy tới ngồi gần ông ta. Hầu Vương bảo ông già mau dạy ta thuật trường sinh bất lão đi. Nhưng thiên đế bảo rằng điều đó chỉ có được thông qua kinh nghiệm trải nghiệm kiến thức. Đang nói rôm rả thì Nhị Lang Thần với Bồ Đề Tổ Sư tới. Ông lão liền cầu xin thiên đế đừng trách tội U Công vì hành vi vô lễ của cậu ta. Nhưng thiên đế vốn không giận mà còn muốn cho U Công một chỗ trên thiên giới, một nghề coi ngựa gọi là bạch mã ôn.
Chú khỉ nhỏ liền mặc bộ quan phục vào với hy vọng sẽ được mọi người coi trọng chứ đâu biết bản thân chỉ là trưởng giả học làm sang. Thiên đế chỉ để U Công coi ngựa để cậu ta không phá phách nữa thôi. Nên cậu ta cực kỳ chán nản với cái công việc này, chỉ đành giải trí trong chỗ làm việc thôi. Nhưng mọi chuyện tệ đi khi nhị lang thần tới sỉ nhục U Công. Hắn hô biến ra một đoạn thần tiễn rồi quất liên tục vào đám ngựa khiến chúng lồng lộn lên. Vô Công phải ngăn chặn tên điên ba mắt kia lại nhưng vô tình làm đám ngựa chạy loạn khắp thiên giới. U Công đành phải đuổi theo nhưng cậu ta chơi đùa với chúng chứ không phải lùa chúng về. Trên đường chạy chơi, Hầu Vương đã tới một khu vườn tiên kỳ lạ nơi các tiên nữ đang hái quả từ cây thần. Hầu Vương thấy thế liền nhảy vào phá phách rồi ăn sạch đống đào tiên ở đó như chết đói đến nơi. Các tiên nữ vừa cố gắng ngăn cản cậu ta vừa móc mỉa cậu ta chỉ là con khỉ coi chuồng ngựa, lấy đâu ra tư cách ăn đào tiên. U Công nhận ra mọi thứ chỉ là lừa dối thì hét lên một tiếng điên cuồng làm đóng băng hết các tiên nữ vây quanh. Cậu cởi bỏ bộ quan phục kia trả lại cho họ rồi bay đi một cách đầy tự do như một vị hầu vương đích thực. Ngay lúc sau, U Công bay tới một dãy kiến trúc khác. Cậu thấy ở xa là một vị tiên nữ đang thu thập một thứ gì đó rất khủng bố. Thứ này dùng để đốt lò bát quái. Vị tiên nữ nói rằng cô đang dùng thứ này để làm tiên dược cho thiên đế. Thứ này sẽ cho ai uống nó một nguồn sức mạnh bá đạo và cũng cấm U Công đi vào trong. Nhưng nói như thế thì cậu ta càng muốn vào phá. Bản tính tò mò không thể cưỡng lại được đã đẩy U Công đi vào và thấy cái lò bát quái khổng lồ. Hóa ra đó chỉ là cái bẫy của tên gian xảo nhị lang thần kia. Khi Hầu Vương đang quan sát lò bát quái thì một sợi thừng bằng sấm sét bay tới cuốn cậu ta ra ngoài. Đó là phép thuật của Bồ Đề Tổ Sư, ông ta đang cố gắng ngăn U Công không phá hoại thêm gì nữa. Đúng lúc đó thì nhị lang thần cũng dẫn quân lính tới. Họ tấn công U Công mà không cần bất cứ lý do gì. Cậu này đã bị phép thuật khống chế nên không thể thoát, chỉ đành chịu trận đòn roi từ binh lính kia. Nhị lang thần cũng lấy ra roi của hắn, vừa quật Hầu Vương vừa sỉ nhục cậu ta là tên rẻ rách coi ngựa. Hầu Vương nhận ra cậu không thể thoát khỏi sợi dây nhưng lửa từ lò bát quái thì đốt được nó nên đã nhảy thẳng vào trong, Bồ Đề Tổ Sư cản cũng không kịp. Bên trong đó là một thế giới đầy dung nham hỏa thạch trông không khác gì viễn cảnh cậu đã thấy khi trước. Những thứ đó liên tục tấn công lên cơ thể U Công nhưng cậu ta không hề chết. Khi mà ngọn lửa bao trùm Hầu Vương cũng là lúc cậu ta thoát khỏi dây trói. U Công thậm chí còn hấp thu cả tiên dược bên trong lò bát quái để tăng sức mạnh của bản thân. Điều đó khiến cho lò bát quái quá tải và nổ tung, giải phóng U Công ra khỏi đó. Hầu Vương nhảy thẳng vào nhị lang thần bem tới tấp tay đá chân đấm đuôi quật. Nhị lang thần bị lép vế hoàn toàn so với Hầu Vương, dù hắn có lấy ra thần khí cũng không đọ lại được con khỉ lông vàng bên kia. Hàng loạt cây gậy đập tới tấp về phía nhị lang thần đẩy bay hắn ra xa nhưng rồi U Công cũng biến đi mất. Khi đó thì Hầu Vương đã bay ra ngoài và đang trên đường về Hoa Quả Sơn. Nhưng mà khoan, có gì đó sai sai. Mọi nơi đã bị phá hủy thành bình địa. Gia đình khỉ của cậu đã chết toàn bộ. Ngọn núi chìm trong biển lửa. Thậm chí cô bé Hồ Yêu cũng đã không may mắn ngã xuống. Điều này làm Hầu Vương cực kỳ thống khổ. Ngay khi đó, Ngưu Ma Vương tới. Nói rằng thiên binh đã tới đây tàn sát mọi người. Thậm chí còn cho cậu ta thấy cảnh đó bằng phép thuật của hắn ta. Điều đó là Hầu Vương cực kỳ phẫn nộ. Cơn tức giận đã biến U Công thành dạng quái thú đáng sợ rồi bay thẳng lên trời, còn tên Ngưu Ma Vương xảo trá thì cười như được mùa. Mỹ Hầu Vương phi thẳng lên thiên giới để trả thù cho anh em bạn gì. Tứ Đại Thiên Vương đã chờ sẵn cậu ta ở cổng thiên giới, họ liên tục phóng xuất phép thuật tấn công về phía Mỹ Hầu Vương nhưng không có tí tác dụng nào, còn bị U Công quất cho một gậy giã từ sự nghiệp luôn. Cậu ta thậm chí còn đập nát bức màn pha lê đang bảo vệ thiên giới. Đó chính là điều Ngưu Ma Vương muốn. Hóa ra những thiên binh thiên tướng kia đều là ma tộc của Ngưu Ma Vương cải trang thành, chúng đã tàn sát toàn bộ người thân của U Công để khiến cậu ta điên lên rồi tấn công thiên giới. Ta xin lỗi, tiểu yêu hồ, nhưng sự hy sinh của cô sẽ có ý nghĩa to lớn. Ngay lúc này, Mỹ Hầu Vương đang điên cuồng tấn công màn chắn của thiên giới. Một tiếng nổ vang lên và kết giới đó cuối cùng cũng bị phá hủy. Thiên binh thiên tướng liền được triệu tập vào hàng ngũ sẵn sàng nghênh địch. Cuộc chiến mau chóng diễn ra giữa Mỹ Hầu Vương và các thiên binh thiên tướng. U Công bứt một nhúm lông rồi thổi bay ra xa. Hàng loạt U Công khác liền xuất hiện đối chiến với thiên binh bên kia. Những bản sao đó đều có sức mạnh như bản gốc nên U Công mau chóng quét sạch hết mọi thứ xung quanh. Nhưng bên kia vẫn còn quá nhiều ở sau, thế là U Công lắc đầu điên cuồng như lên ba sàn, một đống lông rụng ra cùng với đó là hàng loạt bản sao bay thẳng về phía trước tấn công thiên đình. Lần này thì số lượng đã nhiều hơn nên những tấm khiên chắn của thiên binh dễ dàng bị phá hủy. Cùng lúc đó, tên Ngưu Ma Vương hai sừng kia đã triệu hồi thanh ma đao hắn mới làm rồi cũng phi thẳng lên thiên giới. Quay lại với Mỹ Hầu Vương, cậu ta vẫn tiếp tục công cuộc tàn sát. Điều này buộc thiên đế phải hiện thân thành thần long ra ứng chiến. Ở dạng này thì U Công cũng chỉ đành lép vế trước thiên đế nhưng tên hai sừng kia cũng đã lên tới nơi. Hắn vận ma lực vào thanh ma khí rồi tấn công mọi người xung quanh, biến họ thành cho bụi ngay tức thì.
Bồ Đề Tổ Sư cũng đã tới nơi nhưng khả năng của ông có hạn, không đủ sức ngăn tên hai sừng kia. Ông đã bị hắn tóm lại rồi bóp nghẹt đến chết. Ánh mắt cuối cùng của ông dành cho U Công như thể nói cậu ta hãy làm điều đúng đắn. Ngay lúc này, Mỹ Hầu Vương mới nhận ra tên kia chơi xỏ mình. Thằng hai sừng đó mới là kẻ đã giết hết cả nhà của cậu. Mỹ Hầu Vương điên cuồng gào thét muốn xông lên nhưng bị Thiên Đế đẩy bay đi. Ông ta quay qua Ngưu Ma Vương mà gầm lên, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử. Cả hai phi thẳng xuyên thủng vào nhau, nhưng Ngưu Ma Vương giờ đã chiếm ưu thế nhờ vào ma khí hắn mới làm ra, thứ đó đủ sức chém xuyên vảy vàng của Thiên Đế, khiến ông ta bị thương nghiêm trọng. Khi U Công tỉnh dậy thì thấy Thiên Đế đã bất tỉnh nhân sự, còn tên Ba Mắt thì lao lên định kết liễu ông ta. Nhưng may mắn là U Công đã kịp tiến tới chặn hắn lại, một gậy thẳng mặt cho hắn bay xa. Nhưng thực tế thì Ngưu Ma Vương không định thực hiện lời hứa mà muốn chiếm luôn ngai Thiên Đế kia. Nhị Lang Thần tức muốn hộc máu mắt nhưng cũng chẳng làm được gì hắn, thậm chí còn bị ma khí lây nhiễm vào. Tuy nhiên, một cơn chấn động từ dưới đã khiến tên hai sừng chú ý, đó là Mỹ Hầu Vương, cậu ta lao thẳng lên tấn công tên đều cáng đó. Cả hai lao vào băm bổ nhau từng cú chấn động cả thiên địa tam giới, hết đánh đến bay hết bay đến chạy. U Công dí sát đít tên đầu trâu kia không cho hắn thoát. Nhưng thứ ma khí kia quá mạnh mẽ, hắn đánh bay Như Ý Côn ra khỏi tay U Công rồi dùng nó đập cậu ta. Ngay khi đó, một viễn cảnh đã hiện lên, Mỹ Hầu Vương thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên. Bồ Tát nói rằng chú khỉ đã hiểu việc mất đi người mình yêu thương, điều đó giúp chú khỉ đạt được sức mạnh khổng lồ chưa từng có. Rồi Quan Thế Âm vẩy một ít nước thánh lên U Công và đưa cậu về lại hiện thực. Một tay bắt lấy Như Ý Côn khiến tên hai sừng trợn tròn mắt, thậm chí Mỹ Hầu Vương bây giờ đã có sức mạnh đè ép được tên đầu trâu kia. Cậu giành lại Như Ý Côn rồi đẩy hắn ra xa. Cả hai lại lao vào một cuộc chiến mới. U Công giờ đã có thêm bộ thần giáp trên người cùng với thần lực mới bổ sung nên dễ dàng ăn chơi với tên kia, thậm chí còn cho hắn ăn liên tục vài gậy vào đầu. Ngưu Ma Vương chịu không nổi nhiệt nên đã hóa thành con quái vật khổng lồ đầu trâu, hắn bắt đầu phản công chú khỉ nhỏ dưới kia. Cậu ta cũng không thua kém, mày biến hình thì tao cũng biến. Biến biến biến, U Công biến thân thành một chú khỉ khổng lồ với bộ lông vàng rực. Cuộc chiến lại tiếp tục với hai quái thú to lớn. Nhưng lần này Mỹ Hầu Vương chiếm được lợi thế, cậu ném thẳng tên hai sừng kia đi xa tít tắp. Chỉ chốc lát sau hắn liền chạy lại húc thẳng sừng vào Hầu Vương khiến cậu mất thăng bằng. Nhưng với hào quang nhân vật chính, U Công tiếp tục giã tên kia bấy nhầy, thậm chí còn bẻ được sừng của hắn rồi đẩy hắn về lại nhân giới. Ngay lúc đó thì Thiên Đế cũng đã tỉnh lại nhưng Thiên Đình giờ đã nát bét rồi. Mỹ Hầu Vương lại gần xin lỗi Thiên Đế vì đã phá phách. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì U Công đã bị đưa qua một giới diện khác. Ở đó là Phật Tổ Như Lai với bàn tay to lớn. Phật Tổ nói rằng số phận U Công giờ đây đã gắn với một mục đích cao cả hơn, một nhiệm vụ quan trọng để U Công tìm lại chính mình. Rồi giáng bàn to bự khổng lồ kia lên cậu ta. Ê, gì mà chơi kỳ dậy má, tôi tưởng nói chuyện vui vẻ thôi, ai dè ông đè tôi. Sau đó vài trăm năm, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại để bảo vệ Đường Tăng trên đường đi thỉnh chân kinh, nhưng đó là chuyện của phần 2. Quay lại với tên một sừng, hóa ra hắn chưa chết mà còn được trở về bên Thiết Phiến công chúa. Đứa con cũng đã khỏe mạnh ra đời. Nhưng bản thân Ngưu Ma Vương bây giờ phải làm con trâu một sừng suốt đời vì tội phản nghịch. May mắn là Thiết Phiến công chúa vẫn ở đây chăm sóc cho hai người. Và đó là toàn bộ nội dung phim The Monkey King năm 2014. Anh em nhớ like với đăng ký kênh để xem các phần sau nhé.